Kính thưa quý vị, rạng sáng 20 tháng 1, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Tháp đã đưa được thi thể bé trai Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, bị mắc kẹt trong trụ bê tông sau 20 ngày gặp nạn. Lúc 1 giờ 20 phút, hai cảnh sát cứu nạn đeo dưỡng khí xuống độ sâu hơn 25 mét trong lồng ống sắt bao quanh trụ bê tông nơi bé trai 10 tuổi bị kẹt, dùng thiết bị chuyên dụng để đưa thi thể lên. Trong ống vách nhỏ hẹp, thao tác khó khăn, từng nhóm hai người xuống phải lên để đổi nhóm khác. Sau nhiều lượt lên xuống, việc trục vớt hoàn thành sau gần 2 tiếng thực hiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, sau khi thi thể được đưa lên, pháp y cùng với lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, lưu mẫu ADN trước khi bàn giao gia đình thực hiện mai táng theo phong tục truyền thống. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình xây nơi yên nghỉ cho cháu bé. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ xem xét, làm rõ nguyên nhân, xử lý đơn vị để xảy ra sai phạm nếu có. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực, quản lý chặt chẽ công tác điều phối giờ cất hạ cánh slot bay. Cụ thể, Cục Hàng không phải điều phối slot chặt chẽ theo đúng quy định, giám sát việc sử dụng slot của hãng hàng không, thu hồi slot theo quy định, rà soát, phát hiện bất cập về cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều phối slot, nghiên cứu đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong điều phối slot nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, đồng thời chấn chỉnh tình trạng chậm, hủy chuyến, thực hiện không đúng slot và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đặc biệt trong dịp cao điểm Tết và cao điểm hè, tránh tình trạng ùn ứ hành khách tại sân bay. Để tăng cường quản lý điều phối slot, Bộ Giao thông Vận tải giao Thanh tra Bộ sớm tổ chức đoàn kiểm tra điều phối slot tại Cục Hàng không và cơ quan có liên quan, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả thực hiện. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh giao thông một số tuyến đường nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động mừng xuân Quý Mão, trong đó có chương trình bắn pháo hoa và biểu diễn nghệ thuật. Cụ thể, từ 20 giờ ngày 21 tháng 1 đến 0 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1, phong tỏa và cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào khu vực và các tuyến đường, gồm vành đai tạo bởi các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Pasteur, quận 1, Nguyễn Tất Thành, quận 4, đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội, kể cả cầu Khánh Hội, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Ba Son, phần đầu cầu chính và các nhánh cầu, kể cả đường R12, thành phố Thủ Đức. Sở Giao thông Vận tải cũng lưu ý người dân khi tham gia lưu thông không được phép dừng đỗ xe hoặc tập trung trên cầu Khánh Hội, cầu Mống, cầu Cam Mét, cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Ba Son, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, các cầu trên tuyến đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm vượt sông Sài Gòn để xem bắn pháo hoa. Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội EVN, Tết Nguyên đán là thời điểm các phụ tải sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ tăng mạnh, đặc biệt là vào chiều và tối đêm giao thừa, dễ gây quá tải lưới điện. Do đó, để đảm bảo hành lang lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, EVN Hà Nội đưa ra những khuyến nghị nhân dân thủ đô không bắn các loại pháo hoa, pháo giấy có tráng kim, thả đèn trời, thả diều, đồ chơi, thiết bị bay tại các khu vực có đường dây thiết bị lưới điện và chạm điện, không lạm dụng cột điện, chạm điện làm hàng quán và các hình thức kinh doanh, không đốt vàng mã, đốt rác gần hành lang công trình điện. Bên cạnh đó, để đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ Tết Nguyên đán, EVN Hà Nội đã thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng nguồn lưới điện, sử dụng nhiều thiết bị kiểm tra hiện đại, chuẩn đoán online, camera nhiệt, các chương trình theo dõi, giám sát từ xa để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ gây sự cố lưới điện. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước đồng loạt nâng giá vàng SJC trong lần cuối cùng điều chỉnh giá trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Chốt phiên giao dịch chiều ngày 19 tháng 1, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng mỗi lượng thêm 200.000 đồng so với phiên giao dịch sáng ở cả hai chiều lên 66,9 đến 67,92 triệu đồng một lượng. Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Các công ty khác cũng điều chỉnh tăng giá vàng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tăng giá bán vàng SJC 200.000 đồng mỗi lượng lên 67,7 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Trong khi giá mua vào ở mức 66,5 triệu đồng một lượng, không đổi so với phiên sáng. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC cũng được doanh nghiệp điều chỉnh tăng 70.000 đồng một lượng mua vào và 200.000 đồng một lượng bán ra so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá vàng giao dịch ở mức 66,82 đến 67,8 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 19 tháng 1 đã đến Kiev nhằm thảo luận về những hỗ trợ của Liên minh châu Âu-EU cho Ukraine và những cải cách mà nước này có thể thực hiện. Chuyến thăm của ông Michel diễn ra chỉ 2 tuần trước hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine vào ngày 3 tháng 2. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông đến Kiev để thảo luận về tất cả các khía cạnh hợp tác, đồng thời bày tỏ hy vọng 2023 là năm của chiến thắng và hòa bình.
Trước đó một ngày, ông Michel cho hay cá nhân ông ủng hộ việc phương Tây cung cấp xe tăng hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong một diễn biến liên quan, 27 quốc gia EU mới đây đã nhất trí sẽ hỗ trợ tài chính trị giá hơn 19 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm 2023, xem xét bổ sung xe tăng Leopard của Đức vào danh sách vũ khí cung cấp cho Kiev và cân nhắc gói trừng phạt thứ 10 chống lại Nga. Điện Kremlin ngày 19 tháng 1 tuyên bố Ukraine càng sớm chấp nhận các yêu cầu của Nga thì cuộc xung đột càng sớm chấm dứt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ đạt được các mục tiêu của mình theo cách này hay cách khác và chính quyền Ukraine nên chấp nhận lập trường của Nga và giải quyết trên bàn đàm phán. Hôm 18 tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tái khẳng định lập trường cho rằng những đề xuất mà Tổng thống Ukraine Zelensky đã đưa ra về việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột là phi thực tế và vô lý. Trước đó, hồi tháng 1-12 năm 2022, ông Zelensky đã nêu công thức hòa bình gồm 10 điểm, trong đó có đề xuất đảm bảo an ninh hạt nhân, phóng xạ, an ninh lương thực, năng lượng, thả toàn bộ tù binh, tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Armenia ngày 19 tháng 1 cho biết 15 quân nhân thiệt mạng và 3 người bị thương nặng khi xảy ra một vụ hỏa hoạn tại doanh trại quân đội ở Azat, khu vực miền đông, giáp với Azerbaijan. Vụ việc xảy ra vào 1 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 1 giờ địa phương. Lửa bùng lên ở khu vực trung đội bắn tỉa và kỹ thuật của doanh trại. Các nguồn tin sơ bộ cho biết vụ việc xảy ra do vi phạm quy định về an toàn phòng cháy. Bộ Quốc phòng Armenia đã quyết định sa thải chỉ huy doanh trại và một số sĩ quan khác. Một cuộc điều tra hình sự cũng đã được mở. Armenia đang phục hồi sau cuộc xung đột với các nước Azerbaijan láng giềng từ năm 2020. Tuy nhiên, dù giao tranh đã chấm dứt, nhưng căng thẳng ở biên giới hai nước vẫn tồn tại. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde ngày 19 tháng 1 dự báo nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong năm nay sẽ tốt hơn nhiều so với lo ngại ban đầu, với ngày càng nhiều hy vọng các nước có thể tránh khỏi một đợt suy thoái sâu. Theo đó, các tin tức kinh tế đã tích cực hơn trong vài tuần qua. Nguy cơ suy thoái tại Eurozone đã giảm rõ rệt, trong đó một số nền kinh tế lớn như Đức có thể tránh được cả nguy cơ suy thoái và suy giảm kinh tế. Theo dự báo mới nhất của ECB, Eurozone sẽ tăng trưởng 0,5% trong năm 2023. Thái độ lạc quan thận trọng trên có được là nhờ giá năng lượng bắt đầu giảm sau khi luôn ở mức cao trong năm ngoái. Dù vậy, ECB khẳng định lạm phát vẫn cao và tổ chức này sẽ tiếp tục tăng lãi suất để đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. Đến đây bản 9 giờ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.